Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn thân mến. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu phần tiếp theo của tiểu thuyết cuộc gọi lúc nửa đêm của tác giả trọng phiên tiểu thuyết này được in và xuất bản tại nhà xuất bản văn học nguồn chuyện do thư viện trung tâm văn hóa thể thao thành phố thái bình cung cấp bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nghĩ ngợi miên man về người đàn ông ngồi cạnh Thì người đàn ông đó cũng không thể không suy nghĩ cảnh giác Vì sao vậy? Vì ông ta chính là Lý Tài Hoạt Đã từ lâu thay tên đổi họ Ông ta muốn giấu giếm tùng tích của mình Và vì vậy ông ta không thể và không muốn nhận mặt hai mẹ con Thu Hồng Năm 1985, trong chuyến vượt biên cùng hai mẹ con thua Hồng, Lý Tài Hoạt và ba người đàn ông Việt Nam bị bọn cướp đưa đi thủ tiêu trên một chiếc xuồng nhỏ. Đêm tối, biển cả mênh mông. Bọn cướp đẩy bốn người đàn ông xuống biển. Ba người chết mất xác dưới đáy biển sâu. Riêng Tài Hoạt thoát chết nhờ đà bám được vào một cây gỗ trôi nổi và sau đó lại được một chiếc tàu lạ vớt lên. Trên tàu là những người Trung Quốc buôn hàng lậu. Họ sợ phiền phức, lộ bí mật, nên chỉ cứu tài hoạt khỏi chết đuối chứ không chứa chấp tài hoạt trên tàu. Đến một vùng bờ biển hoang vắng thuộc tỉnh Quảng Đông, họ ghé tàu đưa tài hoạt lên bờ, quẳng cho một thùng mì, một gói muối và một bộ quần áo lao động. Vốn nhành nhẹn tháo vát, tài hoạt không những vượt qua mọi thử thách gay go những ngày đầu nơi xứ người xa lạ. Anh ta còn may mắn gặp và kết thân với một người đàn bà Việt Nam, từng sinh sống làm ăn nhiều năm ở Trung Quốc và đang phất lên giàu có nhờ buôn bán ma túy. Cũng chính từ mối quan hệ này, cuộc đời tài hoạt rẽ sang ngã mới tham gia đường dây buôn bán cái chết trắng rồi sau đó trở về việt nam trở thành đại ca chuyên cung cấp heroin thuốc lắc nhưng dưới vỏ bọc nhà doanh nghiệp thành đạt có hẳn một khu nhà hàng sinh thái to đẹp sang trọng nhất nhì hà nội người đàn bà việt nam mà tài hoạt may mắn gặp quê tỉnh lạng sơn tên Chu Thị Thoan, 31 tuổi, hơn tài hoạt 2 tuổi. Năm 20 tuổi, Thoan vừa bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, nhà chứa, nơi Thoan bị đẩy đến ở thị trấn Thìn Sắn. Đây là loại nhà chứa nửa công khai, nửa bí mật, phát triển như nấm sau mưa thời cải cách mở cửa. Pháp luật của Trung Quốc cấm mại dâm Nhưng các chủ quán đã làm luật đầy đủ với các quan chức địa phương và cảnh sát Nên phần lớn các nhà chứa hoạt động rất tự do, thoải mái Khách đến mùa dâm khá đông, thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội Thấp là thợ xây, thợ sắt, thợ mộc, bốc vác, lái xe Cao là quan chức nhà nước, các giám đốc sở, ngành, công ty, nhà máy Nhiều người có xe ô tô riêng giá đi tàu nhanh 130 đến 150 nhân dân tệ chủ chứa và người của đường dây dắt gái thu về 100 tệ gái bắn dầm được 30 hoặc 50 tệ nhưng tiền đó chủ chứa giữ để gái không thể bỏ trốn giờ làm việc của các cô gái thường từ chiều đến 23 giờ sáng nhiều cô gái có nhan sắc và thân hình đầy đặn, hấp dẫn, phải làm việc gần như liên tục, không nghỉ. Có cô gái phải tiếp 10 đến 15 khách một đêm. Thoàn là một trong những cô gái đắt khách nhất. Làm việc ở thìn sắn được hơn một năm. Thoàn gặp một người khách sộp, tốt bụng, có ô tô riêng. Người khách đã giúp Thoàn thoát khỏi nhà chứa bằng cách bày cho Thoan xin phép ra ngoài mua thuốc cho ông ta. Sau đó, ông ta ra theo, đưa Thoan lên ô tô phóng một mạch hơn trăm cây số đến một nơi thuộc thị trấn Thoảng Hà. Ông khách dẫn Thoan đi thuê nhà, giá 600 tệ một tháng. Khi đi trốn, Thoan dắt túi được 3.000 tệ dành dụm tiền từ bò của khách. Ông khách hào phóng giúp thêm tiền cho Thoan trả trước tiền thuê nhà một năm và mua sắm vài thứ đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Ông ta chỉ giao hẹn với Thoan, mỗi khi ông ta đến thăm bóc bánh không phải trả tiền. Ông ta giao hẹn thế, nhưng sau đó mỗi lần đến thăm, ông ta vẫn cho Thoan tiền hậu hĩnh. Mối quan hệ thân thiết giữa Thoan và ông khách sộp tên Triệu Vũ Nạp thành bồ bịch, già nhân ngãi, non vợ chồng. Vũ Nạp, 61 tuổi, có cháu gọi bằng ông, vẫn giỏi kiếm tiền và rất khỏe mùn thể dục trên giường. Từ khi mê Thoan, ông ta gần như chỉ đến với Thoan, không màng các cô gái khác. Về phía Thoan, cô cũng rất cảm động trước tấm lòng tốt của Vũ Nạp chấp nhận ông là bồ ruột của mình. Tuy vậy, do thói quen nghề nghiệp và nhiều thời gian rảnh rỗi, Thoàn vẫn tiếp tục đi khách theo kiểu gái gọi, hẹn gặp khách ở các nhà nghỉ, khách sạn. Nhờ tích góp được một số tiền kha khá từ Vũ Nạp và việc đi khách, Thoàn đã có thể làm đẹp bằng các loại quần áo đắt tiền và đồ trang sức khá cô đi đến các nhà hàng karaoke và các câu lạc bộ khiêu vũ như một dạng gái nhảy cao cấp, có sức hấp dẫn không nhỏ đối với cánh mày dâu háo sắc. Trong số các đấng mày dâu háo sắc này, có Lưu Hồ Đông, một thanh niên 30 tuổi, dáng vẻ ngang tàng, ngổ ngáo, đầu chọc, mắt lươn, dầu chê, mũi nhọn, áo thùn ba lỗ, vai ngực để hở, lộ rõ những hình xăm hổ báo gớm ghiếc. Lưu Hổ Đông đến câu lạc bộ khiêu vũ mấy lần đều tìm Thoan, đòi nhảy với Thoan. Thoan muốn tránh khục được. Sau đó ít ngày, anh ta nói thẳng với Thoan. "Tao thích mày, tao muốn lấy mày làm vợ." Thoan một phần vì ghê sợ Lưu Hồ Đông và một phần vẫn có tình cảm đặc biệt với Triệu Vũ Nạp nên trả lời Đông: "Mình đã có người yêu." Đồng gạt đi nói: "Tao đã thích mày thì dứt khoát sẽ lấy mày làm vợ. Thằng nào muốn yên ổn thì phải rời bỏ mày. Và mày cũng thế. Nếu không đồng ý lấy tao thì sớm muộn sẽ phải tống khứ khỏi Trung Quốc về Việt Nam. Lưu Hổ Đông từ nhỏ đã quen thói tụ tập bạn bè đi ăn cắp và gây gỗ đánh nhau. Lớn lên, đúng thời Trung Quốc cải cách mở cửa. Lưu Hổ Đông trở thành đại ca của một nhóm đệ tử chuyên nghề bảo kê nhà hàng, khách sạn và đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê. Cả thị trấn Thòng Hà và những vùng xung quanh ai cũng nề sợ lưu hồ đông thoàn và triệu vũ nạp cũng rất sợ lưu hồ đông hai người buộc phải chia tay nhau thoàn cũng vì thế không thể không chấp nhận lấy đông đám cưới của thoàn và đông tiêu tốn năm vạn tệ gồm cả tiền làm đám cưới ở việt nam và thủ tục nhằm hợp pháp hóa chuyện cư trú lâu dài cho thoàn ở trung quốc năm 1983, Thoan sinh được đứa con trai. Thằng bé tuy bụ bẫm kháu khỉnh nhưng mắt lườn giống bố, không đẹp. Thoan được chồng hết sức yêu chiều, quý mến. Mặc dù vậy, cuộc sống làm vợ một đại ca xã hội đen thì không thể bình yên phẳng lặng. Từ chuyện bảo kê ăn chặn tiền của các nhà hàng, chủ chứa và gái mại dâm, đến các chuyện đầm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê gây thủ oán trọng chất lưu hồ đông không thể không bị pháp luật trừng phạt và các đối thủ giấu mặt ám hại ngoài hai lần bị công an sở gáy bắt tạm giam về tội gây dối trật tự và đánh người thành thương lưu hồ đông còn bị một đối thủ bắn lén vỡ quai hàm phải nằm bẹp mấy tháng rồi cuối cùng bị giết chết tươi dưới bàn tay một đệ tử ruột phản bội. Đi với bụt, mặc áo cà sa. Đi với ma, mặc áo giấy. Thời gian sống với lưu hồ đông. Thoan không dính chuyện bảo kê, đánh đấm nhưng rất thạo nghề cho vay nặng lãi và buôn bán trốn lậu thuế. Kho tiền, kho vàng đầy nít trong nhà Thoan. Một phần Do người chồng đại ca xã hội đen kiếm được, một phần do chính bản tay Thoan thu vén làm nên. Sau khi chồng chết, Thoan móc nối được với một người em gái ở Lạng Sơn chuyên mang hàng trắng từ Việt Nam sang. Và từ đó, Thoan trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Từ Myanmar qua Lào qua Việt Nam sang Trung Quốc. một ngày mùa hè năm 1986, Thoàn đi chợ, đang mải xem hàng để mua ít đồ mỹ phẩm thì bị một tên ăn cắp giật mất chiếc túi sách đựng tiền và ít đồ lặt vặt. Tên ăn cắp chưa kịp bỏ chạy thì đã bị người em gái của Thoàn phát hiện, tóm được. Người em gái cao to, giỏi võ đã nện cho tên ăn cắp một trận như từ, hộc máu mồm máu mũi tên ăn cắp bị đánh đau nhưng lì lợm, không kêu, không xin, cũng không chạy trốn. Thoàn tự nhiên thấy thường tiền ăn cắp, liền bảo cô em gái. Thôi, tha cho hắn. Chồng hắn nhẫn nhục chịu đòn đến tội. Thoàn nói tiếng Việt. Tưởng đâu tiền ăn cắp người Trung Quốc không biết tiếng Việt. Nào ngờ, tên ăn cắp lại mở miệng nói một câu tiếng Việt rất chuẩn. Cảm ơn bà chị. Thì ra tiên ăn cắp là Lý Tài Hoạt. Hồi đó sau khi thoát chết ngoài biển, lang thang tìm đến thị trấn Thòng Hà, sống chui lùi bất hợp pháp bằng nghề bới rác và ăn cắp vặt. Có thể chính từ lần ăn cắp không thành ấy, cuộc đời Lý Tài Hoạt đã bước sang khúc ngoặt mới. Qua trao đổi vài câu, biết Lý Tài Hoạt người Việt Nam vượt biên chìm tàu, sống lang thang cô độc. Thoàn nảy ngay ý định thu nạp Lý Tài Hoạt làm đệ tử. Cô nghĩ, ở nơi đất khách quê người này, có thêm một kẻ giúp việc cùng quê hương Việt Nam, cũng tốt. Mấy năm đầu, lý tài hoạt được bà chị dung nạp vào đường dây mua bán ma túy chỉ với tư cách tay sai bảo việc gì làm việc nấy và phần nhiều việc vặt vãnh nhỏ mọn mấy năm sau do thấy tài hoạt giỏi giang tháo vát và tỏ ra rất mực trung thành tận tụy nên bà chị tin cậy hơn cho lên giường đấm bóp và giao nhiều việc quan trọng hơn có lần bà chị giao cho tài hoạt một chiếc cặp số đựng đầy đô la Mỹ đi tới Bò Chài, tỉnh Quảng Tây để đổi lấy một cặp số khác đựng 15 bánh heroin do Chu Thị Thủy em gái của bà chị đưa từ Việt Nam qua đường cửa khẩu Tân Thanh. hoặc có lần tài hoạt được bà chị cử sắm vai doanh nhân giàu có đến thuê một phòng khách sạn sang trọng ở đó một tuần liền để dắt mối và dẫn khách hàng đến nơi nhận hàng. Số hàng tài hoạt giao cho khách trong tuần ấy là 40 bánh heroin, một con số cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Và số tiền tài hoạt đưa về cho bà chị 254.000 đô la, cũng là số tiền nhiều nhất so với thời gian đấy. Trong số 40 bánh heroin có một nửa chất lượng trung bình giá 5.000 đô la một bánh và một nửa chất lượng cao gọi là Sony giá 7.700 đô la một bánh. Một ngày cuối năm 1995, Tài Hoạt đi cùng với Thoan đến bò trài nhận hàng. Người giao hàng lần này cũng là Chu Thị Thủy đưa từ Việt Nam qua đường cửa khẩu Tân Thanh như các lần trước. Nhưng lần này, Chu Thị Thủy bị lộ, công an Trung Quốc theo dõi từ lâu đã bắt được quả tang Chu Thị Thủy cùng với chiếc cặp số chứa bên trong 20 bánh heroin. Để tóm gọn cả bọn, công an Trung Quốc bắt Chu Thị Thủy gọi điện cho người của đường dây đến nhận hàng là Chu Thị Thoan và Lý Tài Hoạt. Lúc đó đang thuê một phòng ở một khách sạn ở bằng tường theo ám hiệu đã liên lạc, đã thống nhất với nhau từ trước. Nơi giao hàng và nhận tiền là ở một chiếc cầu nhỏ trong công viên thành phố. Thời gian 12 giờ trưa, khi công viên thưa vắng người đi lại. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào. Mọi khi đi nhận hàng, hai chị em Thoan, Hoạt đi chung một xe taxi. Lần này, Thoan lại nảy sinh ý nghĩ cảnh giác Bắt Lý Tài Hoạt Là người mang cặp số đựng tiền Đi một taxi riêng và đi trước Còn Thị đi một xe taxi khác đi sau Sự việc chéo ngoe làm sao Chiếc xe taxi chở Chu Thị Thoan đi sau Lại nhanh nhỏ đến trước còn chiếc xe taxi chở tài hoạt đi trước lại đến sau vì nhầm đường tài hoạt khi đến cổng công viên thành phố. Nhác thấy cảnh hai chị em họ Chu bị công an Trung Quốc tóm cổ, liền bảo người lái xe taxi đi theo hướng khác. Và sau đó, anh ta chuồn một mạch mất tăm. Sau chuyến bị vồ hụt ở Trung Quốc, tài hoạt lại về Việt Nam, mang theo số tiền kha khá gần 100.000 đô la. Để che giấu tùng tích, Lý Tài Hoạt đổi tên Trường Thành Thế. Về Hà Nội thuê một căn hộ kín đáo và tìm cách bắt mối làm ăn. Tài Hoạt vốn xuất thân lái xe, đi đây đi đó nhiều, lại rất có duyên trong việc tán dóc chuyện trời biển còn cả con kê. Kèm thêm những câu triết lý mùi mẫn rẻ tiền, rút ra từ những tri thức chắp vá khá thuyết phục. Nên đi đâu, ở đâu, anh ta cũng gây được cảm tình với mọi người. Đặc biệt với phụ nữ, chỉ cần nói chuyện 15 phút đến nửa giờ, anh ta đã có thể làm cho một phụ nữ dù khó tính mấy cũng phải bật cười để rồi sau đó khó có thể dứt khỏi anh ta. Trong vai trò một doanh nhân Việt Kiều mới từ Trung Quốc về Việt Nam nhiều tiền lắm của, nhiều mối làm ăn lại sống độc thân vì mới bỏ vợ tài hoạt đã khéo léo lừa được một vị xếp nữ khá nổi tiếng của hà nội vị này là giám đốc một công ty to của nhà nước biết cách quản lý công ty làm ăn có lãi trong khi phần lớn các công ty khác của nhà nước làm ăn thua lỗ đốt tiền của nhà nước như đốt tiền hàng mã vị xếp này chỉ có nhược điểm nhiều tuổi muộn chồng, khó tính. Vị xếp nữ sau khi ngã vào lòng tay tài, tài hoạt, đã trở nên yếu mềm, mất cảnh giác, sẵn sàng ký quyết định tiếp nhận tài hoạt vào công ty của mình, rồi sau đó lại ký một loạt giấy tờ cần thiết, giúp tài hoạt với cây tiền giả Trương Thành Thế, làm được chứng minh thư nhân dân và sổ hậu khẩu Hà Nội, là những thứ vỏ bọc rất an toàn, kín kẽ. Công việc đầu tiên của tài hoạt Sau khi đã có đủ giấy tờ hợp pháp Là lặn một hơi mất tâm Khỏi cô người tình giám đốc Nhiều tuổi Và bắt bồ với một cô vũ nữ xinh đẹp Ở một sàn nhảy sang trọng Giữa Hà Nội Cô này vừa là gái nhảy kiêm mại dâm Vừa là một đầu mối quan trọng Phân phối heroin và thuốc lắc Trong đám bạn bè thân quen Ở các sàn nhảy Hà Nội vậy là giống như con hồ sổ cũi về rừng lý tài hoạt không những hòa nhập được rất nhanh với đồng bọn trong đường dây buôn bán cái chết trắng anh ta còn tỏ ra sành sỏi lão luyện trong việc tìm được nguồn hàng cung cấp heroin và thuốc lắc sạch rẻ và có xuất xứ đáng tin cậy từ myanmar hơn hẳn các nguồn cung cấp cũ để tạo vỏ bọc chắc chắn đồng thời cũng để chỗ trú chân hợp pháp. Lý Tài Hoạt đã bỏ ra vài chục tỷ đồng mua đất xây dựng một khu nhà hàng sinh thái to, đẹp và sang trọng vào loại nhất nhì Hà Nội, thời những năm cuối thập kỷ 90, thế kỷ trước. Cuộc đời Lý Tài Hoạt lên voi xuống chó nhiều lần, nhưng chưa lần nào lên voi cao ngất và ngồi được lâu trên lưng voi như lần này đã 10 năm kể từ ngày tài hoạt về Việt Nam làm ăn mánh mùng toàn hàng cấm nguy hiểm. Vậy mà không một chút sơ sẩy, lộ liễu. Công an đã từng sở gáy đứa này, đứa khác trong đám lâu la tép diêu chuyên phân phối bán lẻ heroin. Chỗ này, chỗ khác. Nhưng không một lần đụng tài hoạt. Một phần vì cách hoạt động kín kẽ, chặt chẽ của tài hoạt. Đứa nào biết đứa ấy hàng giao hàng nhận đều qua các cửa trung gian thậm chí cô gái nhảy bồ ruột của tài hoạt cũng không biết tài hoạt ở đâu làm ăn ra sao nguồn hàng như thế nào một phần khác tài hoạt rất hào phóng trong việc giải tiền mua chuộc cảnh sát quan chức địa phương từ cấp phường đến cấp quận cấp thành phố một số quan chức có vài vé được tài hoạt cho tiền để góp vốn cổ đông vào nhà hàng sinh thái và trở thành những chiếc ô dù to đùng, chắc chắn. Hễ xuất hiện bất cứ một tín hiệu xấu nào từ các cơ quan pháp luật dính đến đường dây ma túy của tài hoạt. Tài hoạt đều được báo động sớm. Mặc dù vậy, cuộc đời đầy bất chắc, không thể chủ quan lơ là dù chỉ một phút tài hoạt nghĩ bụng. Mười năm từ ngày về Việt Nam, mình đã giữ rất kín tung tích. Không một người nào biết Trương Thanh Thế là Lý Tài Hoạt. Kể cả ba mẹ và mấy đứa em ở Nha Trang cũng không hề biết mình còn sống hay đã chết. Vậy mà giờ đây, bỗng dưng xuất hiện hai mẹ con cô ấy. Và cô ấy đã nhận ngay ra mình. Dù mình có phủ nhận không phải là tài hoạt. Hừm. Một sự gặp gỡ không mong muốn, không tưởng tượng. 20 năm trước, mình tưởng bọn cướp sau khi chơi chán cô ấy đã giết chết cô ấy rồi chứ. Đảo nhỏ hoang vu, biển sâu thầm thẳm. Chẳng hiểu sao, cô ấy vẫn sống và lại trở về Việt Nam cùng với đứa con gái đã lớn. Rất giống mẹ. Tính tuổi năm nay cô ấy bao nhiêu nhỉ? Tài hoạt vẫn ngồi nghiêng hướng mặt ra cửa sổ máy bay Nhưng trong đầu không rời khỏi ý nghĩ về hai mẹ con Thu Hồng Khi vượt biên cô ấy 20 tuổi Giờ cô ấy phải 42 tuổi Tuy vậy chồng cô ấy vẫn không khác xưa mấy Già rẻ vóc dáng vẫn đẹp đẽ ngồn ngộn đầy sức hấp dẫn nếu không phải giữ bí mật tung tích gặp lại cô ấy cũng hay đấy nhỉ tình cũ nghĩa xưa gặp lại chắc chắn vẫn dính phải biết ngày ấy nhất thu hồng lên giường phải nói chưa cô nào tuyệt bằng cô ấy nhưng nghĩ cho vui thôi so với bọn con gái nõn nà bây giờ làm sao so được. Các cụ ngày xưa nói, chơi gái không ai nói chơi đàn bà. Với lại, phải hết sức đề phòng cảnh giác. Đã giữ kín tung tích, phải giữ đến cùng. Mẹ con cô ấy ra Hà Nội lần này, biết đâu lại không phải về tìm gặp thằng chồng cũ, Đàm Duy Kiên. Và như vậy, tình huống xảy ra sẽ rất nguy hiểm, không thể coi thường được. Sân bay nội bài, một ngày mùa hè năm 2005. Đường vào sân bay và các bãi đậu ô tô bỏng rát vì nắng nóng. Nhưng trong phòng chờ của sân bay có máy điều hòa nhiệt độ thì dịu mát khác hẳn. Kiên thuê một chiếc xe du lịch bốn chỗ tự lái để ra sân bay đón mẹ con Thu Hồng anh vẫn quần bò, áo phông ngắn tay, bó khít thân hình, làm nổi rõ bộ ngực nở nang, vuông vức và hai cánh tay trần đầy cơ bắp rắn chắc. Nghề lái xe chiếm phần lớn thời gian cuộc đời, đã đưa Kiên đi qua nhiều nơi. Trong đó có một số sân bay nhỏ bị bỏ hoang lâu ngày, đường băng bằng ghi sắt bị bóc nhàm nhở, cỏ mọc um tùm, phân bỏ phân trâu đầy khắp một lần đội xe vận tải của kiên ghé qua sân bay điện biên phủ anh thấy trên trời một máy bay chở khách hạng nhẹ từ hà nội lên chiếc máy bay lượn mấy vòng đánh tín hiệu muốn hạ cánh mấy lần không hạ được vì ở dưới đường băng ghi sắt đã bị bóc gần hết có ba con bò đang nhẩn nhà gặm cỏ người chỉ huy sân bay phải tụt từ trên chiếc tròi tre mái lợp tôn xuống đường băng để đuổi bò mãi máy bay mới dám hạ cánh ngay sân bay nội bài một thời chưa xa anh cũng từng thấy cảnh đường băng cũ nát cỏ mọc nham nhở nhà ga bé nhỏ chẳng hơn một nhà ga đường sắt bao nhiêu giờ qua hai lần sửa chữa nâng cấp sân bay đã bắt đầu có dáng vẻ một sân bay quốc tế với hàng chục lượt máy bay lên xuống mỗi ngày, kể cả các máy bay hiện đại loại Boeing, Airbus. Một điều nữa kiên thấy vui là ở phòng chờ sân bay, người đi kẻ đến khá đông. Trong đó, đông nhất những người đi học nước ngoài và đi xuất khẩu lao động. Tại phòng chờ, Tình cờ kiên gặp lại người bạn cũ Thiếu úy Đạp Xích Lô ở Sài Gòn năm 1987. Người bạn tiễn con trai đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Mặc dù thời gian đã gần 20 năm, người bạn Kiên vẫn nhận ra nhau. Do cuộc sống vất vả, khó khăn, nhưng hai người đều vượt qua và tạo dựng được cuộc sống ổn định. vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa nghe đài phát thanh truyền hình Thái Bình giới thiệu phần tiếp theo của tiểu thuyết Cuộc gọi lúc nửa đêm của tác giả Trọng Phiên Tiểu thuyết này được in và xuất bản tại nhà xuất bản văn học Nguồn truyện do Thư viện Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Thái Bình cung cấp Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng tại đây Hẹn gặp lại các bạn cũng vào giờ này ngày mai chúc các bạn ngủ ngon tạm biệt các bạn